thế đã theo dõi nhà nhiệt chưa đấy? Thuyết hành vi, behaviorism, thật ra rất đỗi quen thuộc với chúng ta. Mình được học về thuyết hành vi trong một môn học của marketing. Chính vì vậy, trong sách, mọi ví dụ minh họa để giải thích cho hai luận thuyết của behaviorism đều liên quan đến quảng cáo và cách quảng cáo ám ảnh đến cuộc sống của chúng ta. Điện máy xanh hay những con bò vui vẻ đều ít nhiều liên quan đấy. Tuy nhiên, điều mà mình tò mò ở đây lại là behaviorism có thể áp dụng lên người hay không cơ. Thế cho nên, bài viết này, sau khi giải thích về thuyết hành vi, sẽ đúc rút ra 5 điều mà bạn nên làm để thu hút được một cô gái dựa trên behaviorism. Sau khi hiểu thuyết hành vi là cái gì, thậm chí bạn sẽ có những cách thức gây ấn tượng của riêng mình nữa. Thuyết hành vi, behaviorism, quy định rằng hình thành hành vi xuất phát từ những yếu tố bên ngoài, chứ không phải là tâm lý bên trong. Chính vì vậy, thuyết hành vi không nghiên cứu quá trình tâm lý xảy ra bên trong não bộ, mà chỉ quan tâm đến những kích thích từ môi trường bên ngoài và kết quả của chúng đến hành vi của chúng ta. Trong hai luận thuyết chính của behaviorism, bạn sẽ bắt gặp những kích thích bên ngoài rất thường xuyên. Vậy, hai luận thuyết chính của thuyết hành vi là gì? Thứ nhất là traditional conditioning, thuyết điều kiện hóa cổ điển, và instrumental conditioning, điều kiện hóa từ kết quả. Về luận thuyết thứ nhất, traditional conditioning, đây là một luận thuyết chẳng có xa lạ gì với chúng ta nữa. Mình chắc là khi nhắc đến cái tên phản xạ có điều kiện cùng thí nghiệm con chó trong sách giáo khoa sinh học lớp 8 thì các bạn đều có thể mường tượng ra bài học này. Còn nếu như mà đã trả lại chữ cho thầy rồi thì cũng không sao hết. Mình xin giải thích lại theo một cách rất thú vị và không dùng con chó nhỏ dã như ông Pavlov nữa. Trong traditional conditioning có hai nhân tố chính. Một là unconditioned stimulus, kích thích không điều kiện, là hành động luôn có phản ứng. Thứ hai là conditioned stimulus, một kích thích có điều kiện, là thứ được hình thành nhờ đi cùng kích thích không điều kiện. Ok, vậy giờ hãy xem một thí nghiệm sau đây của một thanh niên. Unconditioned stimulus, ném giấy vào đầu ông ấy và ông ấy sẽ quay lại lườm cho rách mắt. Còn conditioned stimulus sẽ là tiếng naughty từ điện thoại. Thằng em rửa người đã kết hợp giữa unconditional stimulus và conditional stimulus bằng cách bật tiếng naughty trước và ném giấy vào thằng anh. Sau chính xác 6 lần thì thằng anh đã hình thành một cách vô thức phản xạ có điều kiện. Chỉ nghe tiếng naughty thôi là đã điên tiết phản ứng lại thằng em. Luận thuyết thứ hai, instrumental conditioning hay còn gọi là operant conditioning, thuyết điều kiện hóa từ kết quả. Luận thuyết này xảy ra khi chúng ta có xu hướng cư xử theo hướng được nhận nhiều phản hồi hoặc kết quả tốt và ngược lại, tránh làm những điều sẽ nhận được phản hồi tiêu cực. Điều đó có nghĩa là bạn hoàn toàn có thể điều hướng hành vi của một ai đó dựa vào phản hồi tích cực hay tiêu cực nếu bạn giỏi. Để minh họa trực quan cho operant conditioning, hãy cùng xem một trích đoạn trong series The Big Bang Theory. Bạn có thể thấy trong video Sheldon đã dùng operant conditioning để huấn luyện Penny cư xử theo đúng ý của Sheldon thế nào. Mỗi lần Penny cư xử đúng như ý đồ của Sheldon, cô ấy sẽ được ăn chocolate, phản hồi tích cực. Và khi cư xử không đúng mực như Leonard, phản hồi tiêu cực sẽ là bị xịt nước cho vào mặt. Giờ thì thực hành thôi. Sau đây là 5 gợi ý để thu hút sự chú ý của nàng trong buổi hẹn dựa trên behaviorism. Thứ nhất là tạo cho mình một nét đặc trưng. Hãy coi bạn là conditional stimulus. Một nét đặc trưng phù hợp sẽ là một unconditioned stimulus để nàng nhớ đến bạn. Nét đặc trưng càng cụ thể thì càng tốt. Đó có thể là sở thích hay đam mê của bạn. Ví dụ như đọc sách trinh thám, thích chơi đàn piano, đam mê code, nhạc cổ điển, phim ảnh, vân vân và mây mây. Ví dụ bạn là một anh chàng nào đó trong số những người mà nàng gặp. Bạn chỉ là một condition stimulus mà nàng không có chút phản ứng hay ấn tượng gì. Vậy thì bạn hãy cho nàng biết là bạn thích đọc sách trinh thám. Đôi ba lần hãy nhắc đi nhắc lại điều này. Sách trinh thám giờ đây sẽ đóng vai trò như là một unconditioned stimulus. Bất cứ khi nào thấy sách trinh thám, khả năng lớn là nàng sẽ nghĩ tới bạn. Tuy nhiên, việc lựa chọn nét đặc trưng nổi bật cho bạn sẽ phụ thuộc vào tính cách của nàng và tần suất nàng bắt gặp thứ đó trong thời gian bạn hẹn hò. Chính vì vậy, hãy lựa chọn thông minh nha. Thứ hai, sắp xếp một sự kiện nhỏ và lặp đi lặp lại định kỳ. Giả dụ bạn đã thành công ở điều số 1 và hình thành được thương hiệu cho mình rồi, bạn đã có cơ hội tiếp tục để hình thành traditional conditioning. Hãy sắp xếp một sự kiện nhỏ và định kỳ để nàng quen với sự kiện đó, từ đó quen với sự hiện diện của bạn. Ví dụ, đặt một tờ nốt vào sách của nàng mỗi khi nàng ôn thi,
nếu như mà học cùng lớp với nhau. Và niềm vui khi nhận được lời khuyến khích của bạn, unconditional stimulus, sẽ sớm trở thành niềm vui với bạn. Conditional stimulus. Nào, cố gắng sáng tạo tiếp để có phương án phù hợp thôi. Thứ ba, kể một bí mật. Hãy kể cho nàng một bí mật nào đó của bạn. Điều này sẽ làm nàng cảm thấy bạn tin tưởng nàng, kích thích nàng làm điều tương tự. Lúc này hãy tranh thủ đưa ra những phản hồi tích cực để khuyến khích nàng tiếp tục tin bạn. Tỷ dụ như là tỏ ra thoải mái, dễ chịu, đồng cảm hay khen tặng. Đó chính là operant conditioning. Thứ tư là chú ý đến nàng. Một điều mà con gái cực kỳ thích đó là việc con trai để ý đến họ. Trong các cuộc nói chuyện, hãy để ý đến sở thích và những cảm xúc của nàng. Hãy tận dụng một thời điểm phù hợp nào đó để nhắc lại một cách khéo léo một vài điểm để cho thấy sự chú ý của bạn. Rất chú ý đến eye contact nha. Những phản hồi tích cực từ bạn như việc gợi nhắc lại, ánh nhìn chăm chú khi nói chuyện hay cười với câu chuyện nàng kể sẽ khuyến khích nàng tiếp tục hứng thú với cuộc đối thoại. Và đó cũng chính là operant conditioning. Điều thứ năm, đó chính là yêu cầu nàng làm điều gì đó. Chỉ nên làm điều này khi mà bạn đã có thể làm được tất cả 4 điều trên. Yêu cầu nàng làm một điều gì đó cho mình và khen ngợi nàng khi làm xong. Cũng như điều số 4, việc phản hồi tích cực sẽ khuyến khích nàng muốn làm cho bạn nhiều hơn. Và đó cũng chính là operant conditioning. Đây là một hiệu ứng được nghiên cứu hẳn hoi. Nó cho rằng chúng ta làm một điều gì đó cho ai, có nghĩa là chúng ta có tình cảm cho họ. Một số hiện tượng bias liên quan. Hiện tượng extinction. Đây là hiện tượng hiệu ứng phản xạ có điều kiện biến mất. Do unconditioned stimulus và conditioned stimulus không phải lúc nào cũng đi với nhau. Chính vì vậy, làm gì thì cũng phải nhất quán. Về hiện tượng stimulus generalization. Đây là hiện tượng phát triển và mở rộng của phản xạ có điều kiện. Hãy cẩn thận khi kết hợp giữa hình tượng trinh thám với tình cảm của nàng cho bạn. Thí nghiệm này rất có thể sẽ khiến nàng so sánh bạn với một chàng trai trinh thám khác. Và nàng sẽ mở rộng tình cảm sang anh ta thay vì bạn. Halo effect. Hiệu ứng lan tỏa là một loại sai lệch nhận thức. Nó xảy ra khi bạn áp dụng nhận thức về sự vật này lên sự vật khác chỉ vì chúng có một đặc điểm giống nhau. Ví dụ điển hình như là trong hội chị em cung hoàng đạo có một bias truyền miệng là ghét trai nhân mã. Và nếu crush của bạn có sẵn bias này và chẳng may bạn lại là cung nhân mã thì thôi, chia buồn. Tai mọn thì chỉ có đến đây thôi, còn lại thì vẫn phải dựa vào sự khéo léo áp dụng của các bạn đó. Bài viết này chỉ đóng góp một góc nhìn và ứng dụng mới cho thiết hành vi, nhất định không phải là một bí kíp tán gái hay cách thức để điều khiển người khác, bởi vì behaviorism vốn không phải là một bộ môn tâm lý học. Nếu các bạn thích nội dung lần này thì đừng quên like, share, subscribe cho kênh của chúng mình và nhấn chút chuông nhỏ bên cạnh để không bỏ lỡ bất cứ một video mới nhất nào nhé. Và nếu các bạn thích những nội dung như trên thì hãy đăng nhập vào spiderroom.com. Mình là Isa, xin chào và hẹn gặp lại.